Những ngày gần đây, giá lúa liên tục giảm khiến một số thương lái bỏ cọc. Do đó, một số bà con nông dân sẵn sàng hạ giá lúa so với giá đã nhận cọc ban đầu để tránh rủi ro thời tiết, thất thoát cũng như giữ mối quan hệ với các thương lái. 2 hecta mấy à, đã đầy thơm nhiều. Trước Tết thì lấy 9.000, rồi sau Tết giờ cắt thì lúa giờ sụp cũng còn 7.700. Thì thương lái xin bớt thì giờ mình, nông dân mình cũng phải chịu theo chứ không cắt làm sao được. Phải chịu bớt lại còn 7.700. Thương lái người ta neo lại buộc mình, ta không cắt không lấy mình phải để lại rồi. Giờ lúa chín khô ngoài đồng trên cắt khô này thì nó hao hụt hết từ 10 đến 15%. Lại thứ 8, trước Tết đó thì mua giá 8.000 cử, rồi bây giờ qua Tết thì năng nỉ sụt lại còn có 8.000 hà, rồi thấy vậy thôi mình bán luôn để mình bán cho chỗ khác thì thấy cũng mắc công, bán cho cái lái cũ của mình đó. Cũng như mình tính mùa này còn mùa khác, tới ngày cắt rồi thì gọi đi, mắc ghẻ thì mình cũng phải bán chứ mình đeo đi sao được. Lỡ ấy thì mưa gió nó cũng ngoài đồng chân bỏ mà chết á. Cũng như mình đang mình bán kiếp, đang nói nào ngay bà con người ta xả, đang mình xả, đang tới cái vụ sau nữa, đang mình lo tranh thủ mình cắt nữa. Dù hạ giá bán, nhưng theo bà con nông dân, giá lúa hiện tại vẫn tốt hơn mỗi năm, cộng thêm thời tiết thuận lợi, năng suất tốt, nên vụ này vẫn có lãi, kể cả những hộ thuê đất làm. Sưng thì làm thuận lợi chúng cũng đỡ được, cũng như mỗi năm công tầm nhỏ có công có 1 tấn, nhưng là giờ là 7.700 thì cũng có lời, nếu trừ chi phí phân thuốc giống với công dân công làm rồi kia, lãi là đất nhà đó là công lãi chừng 3 triệu ngoài đến 4 triệu. Hôm nay thì lúa công thì nó hàng ngày nó cũng hơn 1 tấn, nó trúng mùa hơn mỗi năm. Đất á, thì năm nay có lời chứ còn mấy năm trước thì không có lời, nó nạo ngay lỗ tại vì cái giá mấy năm trước lúa nó rẻ, nay thì thấy nó im hơn rồi, nó im hơn mỗi năm, bởi vì mỗi năm mình bán đâu có được 8.000, năm nay mình bán 8.000. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, vụ đông xuân 2023-2024, người dân thành phố Cần Thơ xuống giống khoảng 72.800 hecta, trong đó tập trung nhiều nhất ở ba huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh. Giống lúa được người dân trồng nhiều nhất là đài thơm 8, chiếm 67%.